Chương trình này có hai người và trân trọng mời bạn nữ kế tiếp. Đẹp quá trời, hát câu bé. Nhưng mà em hát em sợ làm nó vỡ cái không khí nãy tới. Không, giờ em cứ hát đi, nó đã vỡ rồi. Em bước ra là vỡ òa rồi, quá đẹp rồi. Dạ. Dạ, vậy mọi người chịu khó lắng nghe giùm em nha. Dạ. Thật là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng dậy đường dài. Dài. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cho em xin chào chị Việt Hương, chào anh Trương Thế Vinh cùng toàn thể các bạn đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Em tên là Đài Trang, hiện tại em 22 tuổi và em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Tuổi trẻ non nớt, chúng ta dại khờ. Năm đó dễ dàng buông tay vì nghĩ sẽ còn cơ hội, đâu biết rằng mất nhau là muôn đời. Kể từ khoảnh khắc ấy, em nhận ra không phải cứ yêu là sẽ cùng nhau bước đến cuối con đường. Sẽ có chàng trai khác thay anh nắm lấy bàn tay em, chỉ không biết người ấy có xuất hiện tại tần số tình yêu ngày hôm nay không thôi. Lý do mà đẹp tuyệt trần như vậy mà tại sao chưa đi thi Hoa hậu? Em cũng đã từng thi Hoa hậu rồi. À. Dạ, trước đây năm 2017 thì em thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Ê, năm 2017 Hoa hậu là hồi em có mà. Dạ đúng rồi chị. À, là năm đó em thi luôn. Dạ. Vô tới đâu? Dạ em vào vòng bán kết. Trước lúc đó em mới có 20 à. Đúng rồi. Nhiều khi mình còn non nớt quá. Dạ. Chị nghĩ là bây giờ bắt đầu chín mùi rồi, nên đi thi lại đi, tại vì quá đẹp. Ha. Mời hai em về chỗ. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.